Dạ vâng, chào toàn thể các anh em đam mê bắt ong rừng. Thì hôm nay em làm cái video ngắn để giới thiệu tới anh em cái mẫu ống nhòm mà đơn vị bên em đang bán ở trên thị trường. Thì con ống nhòm này thì em cũng xin giới thiệu qua, đó là cái con ống nhòm giá tiền tầm trung, độ phân giải cao, phù hợp cho anh em là đi bắt ong rừng, săn phong lan hay hoặc thậm chí anh em đi du lịch đều có thể sử dụng được. Độ phân giải của nó là 10 x 50 anh em nhé. Đấy, bao cho anh em là nhìn xa một cây số là phân biệt được đó là con ong gì, và 2 cây số là nhận biết được là tổ ong. Còn về cái thiết kế ở vỏ bời ngoài chiếc ống nhòm này thì được làm bằng một lớp nhựa. Đấy, những cái tay chỗ tay cầm đây là được thiết kế một lớp nhựa có rãnh sâu, đảm bảo cho anh em là khi anh em sử dụng vào điều kiện thời tiết mùa hè đi săn phong lan hay tìm ong rừng, thậm chí đi du lịch, để tránh cái tình trạng nó làm trơn trượt rơi mất cái ống nhòm của anh em. Đấy, vỏ ngoài này là cũng bảo vệ luôn cái phần bên trong của chiếc ống nhòm, tránh tình trạng là con ống nhòm của anh em về sử dụng là nó bị va quẹt, nó bị chảy xước, nó sẽ ảnh hưởng tới cái thông số của chiếc ống nhòm. Về cái mắt khi anh em nhìn vào ấy, tạo cho anh em một cái khung như thế này. Thì tạo cho anh em một cái khung như thế này thì anh em có thể là anh em nhìn mắt vào trong đây là ánh sáng ở bên ngoài nó sẽ không tập trung vào, thì anh em sẽ nhìn được một cái điều kiện là xa nhất. Còn cái ống nhòm này, cái vòm của nó thì nó bẻ như thế này. Đấy, phụ thuộc vào anh em là vòm mắt ra khung mắt to hay mặt khuôn mặt to ấy, thì anh em chỉnh rộng ra, khuôn mặt bé thì anh em chỉnh hẹp lại như thế này. Đấy, phù hợp tất cả các kích thước cho anh em rồi, sử dụng khá là ok. Còn thông số của nó đây, thì thông số của nó ghi đây anh em nhé. Đấy, ghi đây thì anh em có thể thấy 10 x 50 này. Đấy, nhòm rất là xa luôn. Còn về cái độ căn chỉnh thì anh em có thể lật lại cái mặt đằng sau của chiếc ống nhòm này. Nếu mà anh em mắt bình thường thì anh em chỉnh cái tiêu cự dấu chấm trắng ở trên đây về số 0. Đấy, nó có từ cộng 1 đến cộng 5 và số 0 là độ mắt chuẩn nhất nha anh em nhé, và trừ 1 đến trừ 5. Đấy, anh em chỉnh làm sao mà cho nó phù hợp với khuôn mắt của mình. Đấy, thì anh em chỉnh phù hợp thì anh em giữ lại, thì anh em có thể nhìn vừa với cái khoảng cách của mắt mình. Còn độ căn chỉnh trụ thì nó nằm ở bên trên đây. Đấy, thì anh em căn chỉnh trụ mà đây, rất là dễ thôi. Còn về cái những cái chức năng bảo vệ cái mắt ống nhòm, tránh cái tình trạng bụi bẩn hay là hơi nước nó vào thì anh em phải vệ sinh ý. Thì đây thiết kế cho anh em 2 cái hộp nhựa này. Đấy, thì anh em sử dụng xong thì anh em đậy vào như thế này. Cái này nó thiết kế thì rất là dễ thôi. Thiết kế là nó có một dây buộc ở đây này. Đấy, là thì anh em sử dụng đi rừng thì không sợ là nó rơi mất cái mắt kính bảo vệ này. Còn về phía đằng sau, phía đằng sau cũng bảo vệ cho anh em như thế này nhé. Đấy, nếu mà muốn để nó căng không rơi ra ấy, thì anh em bẻ căng này ra. Đấy, thì là cái ống nhòm nó rất là căng. Đấy, con ống nhòm này thì giá cả của nó cũng rất là rẻ, hơn 1 triệu đồng đấy, anh em có thể sử dụng được. Đấy, phù hợp cho anh em là đi săn ong giải trí hay là đi đánh kinh tế thì nó rất là rẻ. Còn về những cái phụ kiện anh em được nhận kèm thì anh em nhận được một cái giấy để lau mắt kính này. Đấy, cái giấy này chuyên dụng dùng để lau mắt kính anh em nhé. Đấy, anh em sử dụng xong bắt đầu anh em giặt sạch đi phơi khô anh em lại sử dụng tiếp, vải rất là mềm, tránh tình trạng là về anh em làm mất rồi lấy những cái vải bình thường lau là nó sẽ ảnh hưởng tới cái mắt kính. Đấy, nhà sản xuất là sản xuất mà nó cho đi kèm luôn. Còn về cái dây đeo này thì dây đeo để quàng từ vai xuống cổ đây thì được làm bằng một lớp da khá là mềm mại. Đấy, để khi anh em đeo ở chỗ gáy chìa cho ống nhòm xuống trước ngực ấy, để tránh tình trạng là đi đường rừng ấy thì nó lặng thì nó sẽ chảy xước cái phần gáy của anh em. Đấy, còn cái dây đeo thì anh em xỏ vào đây anh em luồn để căn chỉnh làm sao mà phù hợp với thân người thì thôi. Còn về những cái phụ kiện như là anh em được tặng kèm là tặng kèm cho anh một cái túi này. Một cái túi này thì ở bên trong rất là mềm mại. Đấy, anh em có thể thấy này, thì nó mềm mại như thế này thì đi va quẹt thì tránh làm cái xước vỏ của ống nhòm của anh em, hoặc thậm chí là nó bị ảnh hưởng tới những cái thông số ở bên trong. Cái túi này là cái túi rất là mềm nhé, anh em đeo thì ví dụ mà có xảy chân ngã thì cái ống nhòm ở bên trong nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Đấy, vừa khuôn luôn đựng ống nhòm và đựng những cái phụ kiện đi kèm, ví dụ như là cái giấy này, và nó thừa cho anh em một khoảng rộng, anh em có thể để được thêm một chiếc điện thoại. Cái túi này là túi đeo từ vai xuống, hoặc là anh em thiết kế anh em rốn dây vào, anh em đeo từ lưng sang bụng cũng được. Đấy, rất là phù hợp cho anh em đi rừng đấy. Còn bên em bán tổng thể là 3 loại ống nhòm. Đây là mẫu ống nhòm tầm trung, còn một loại rẻ hơn và một loại trên 2 triệu là loại đắt nhất. Đấy, anh em nào mà xem được cái video này muốn mua cái ống nhòm nào phù hợp với mục đích của mình sử dụng thì liên hệ cho em qua 2 cái số điện thoại em để góc màn hình video để được nhân viên bên em tư vấn cho anh em là sử dụng cái mẫu ống nhòm nào phù hợp với túi tiền của mình, và sử dụng cái mẫu ống nhòm nào phù hợp với cái mục đích của mình.
Còn video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Chào toàn thể các anh em.